Cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái da ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào bào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe cái nhạc chờ của tổng đài chim cô gái hay. Đó là một số những cái thông tin về chim quay hay, và trong đó có con giống đà điểu. Đấy, các bạn nhìn này rất là đáng yêu. Chúng ăn no rồi chúng nằm chồng chéo lên nhau, chúng ngủ nghỉ rất là đáng yêu. Tôi xin phép tôi phải zoom lại gần một chút. Rất là đáng yêu luôn. Đó. Khi các bạn muốn mua trứng, mua thịt, mua giò hoặc mua con giống thì các bạn liên hệ cho bên đơn vị chúng tôi. Số điện thoại hotline là 0989 177 982 hoặc 033 53 05 982. Loại này ăn rất tạp nha các bạn nhé. Rau muống thái, rau hoa trắng thái ăn rất tốt. Các bạn phải dùng cám thật tốt, cám loại viên nha. Loại viên nha, không được loại mảnh đâu nha. B1 mỗi con một viên. Trong một vài năm qua thì chúng tôi cung ứng ra thị trường về con giống đà điểu rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn có thể lên mạng, cái trang Facebook là chim cu gáy hay, cũng như trang YouTube là chim cu gáy hay, các bạn tìm những cái bài đăng về con đà điểu. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đà bến nước lời ru cửa bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy da ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, và giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men. Website chim cu gáy hay.
Các bạn thân mến, các bạn nên chủ động gọi điện và đặt hàng và cũng như đặt tiền chuyển khoản. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch và cung ứng con giống cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc qua những cái thùng xốp như thế này chuyển đi. Các bạn thân như các bạn hãy liên hệ 033 530 9982 gặp đồng chí Vũ Văn Thao sẽ tư vấn và sẽ sắp xếp lịch cũng như làm phiếu cho các bạn để chuyển đà điểu cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn chăn nuôi thành công từ con đà điểu này. Các bạn có thể tìm kiếm kênh bài các bài đăng về cách làm chuồng, chữa bệnh, một số lưu ý chăn nuôi trên kênh Chim Cú Gáy Hay và hướng dẫn chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi 13 vấn đề khi tiếp xúc với con đà điểu ở trên kênh Chim Cú Gáy Hay, trên Facebook và YouTube. Hãy đăng ký kênh và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị các bạn đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ các bạn là những chú đà điểu giống mới nhất của năm 2019. Như sao thì gáy chim cu gây đà bể nước lời xu của bậc vừa chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao và Đà Mỹ Hà Nội xin kính chào quý khách. Kênh Chim Cu Gáy Hay cũng như vườn chim cu gáy của đồng chí Thao tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương đăng tải và cung cấp con giống cho bà con. Đây là quy trình mà mình chuẩn bị để gửi cho các bạn, đóng vào thùng xốp gửi cho các bạn các tỉnh từ Bắc vào Nam. Những con chú đà điểu này đã rất là khỏe mạnh, đã có quy trình thuốc. Đó. Nếu như quý vị các bạn cẩn thận khi mà các bạn nuôi về tầm 10 kg thì các bạn tiêm Newcastle theo tỷ lệ trọng thể, dùng Newcastle của gà. Thức ăn của chúng là cám gà loại viên, loại tốt có thương hiệu trên thị trường, chiếm 21% đạm. Ngoài ra các bạn có thể thái rau muống, rau hoa trắng, những cái loại rau cỏ mềm thái nhỏ ra để cho nó ăn, tạo chất xơ và mát ruột. Thể nệ mua thì các bạn chuyển khoản trước và chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn để chuyển cho các bạn. Chuyển thì bao gồm cả tiền giống và tiền vận chuyển, tiền bao bì. Đấy, cái khu vực mà các bạn có thể lấy được là toàn bộ các bạn ở các khu vực tỉnh miền Trung, miền Bắc, miền Nam và các bạn miền Tây. Đó. Thì các bạn miền Tây thì có thể là các bạn gần khu vực bến xe miền Tây hoặc bến xe miền Đông. Đó. Chúng tôi đã có văn phòng đại diện để có thể là viết phiếu, nhận tiền đặt cọc hoặc là giao dịch với các bạn tại bến xe miền Đông qua hệ thống nhà xe văn phòng Anh Khuyên. Đó. Các bạn thân mến, đây là những cái hình ảnh mà tôi chia sẻ để cho bà con nông dân nuôi con đà điểu, nghiên cứu về con đà điểu. Con đà điểu này thì nó sau 8 tháng thì các bạn có thể xuất bán được và nó ăn rất tạp, nó ăn như là gia cầm. Bạn cứ hình dung là con ngỗng, con gà, con ngan, nó ăn cái gì thì phải ăn cái đó. Đặc biệt là chúng ta tận dụng những cái chất cỏ, chất xơ như cây chuối, bèo, cỏ voi, các bạn thái thay nhỏ ra, chúng đã rất thích ăn. Tất cả những hàng rau củ quả và ngũ cốc chúng rất thích ăn. Cái tốc độ lớn nhanh nhất là giai đoạn từ 25 cân đến giai đoạn 8-90 cân là tốc độ lớn rất nhanh. Các bạn có thể thấy là chúng tôi đã cung cấp con giống trong nhiều năm qua và đã cung ứng trên mọi miền Tổ quốc.
có những bạn ở Công Tro, có những bạn ở Gia Lai, có những bạn ở miền Nam, có những bạn ở Phú Quốc, có những bạn ở bên nước Lào, rồi có những bạn ở của các khu vực các tỉnh phía Bắc đã nuôi và đã quay lại đặt mua hàng cho những năm tiếp theo. Đó, nhiệt độ của những chú đà điểu này khi các bạn úm nó rơi vào tầm 30 đến 33 độ. Đó. Đây là con giống nó ưa thoáng. Đấy, ưa thoáng và ưa nóng. Đó. Nếu như cái loại như này mỗi một ngày các bạn cho nó ăn khoảng một viên B1 là rất tốt. Đó. Một viên B1 các bạn có thể vứt ra nền nhà thì nó sẽ nhặt luôn. Đấy. Nó sẽ nhặt luôn. Hoặc là các bạn dùng những cái thuốc B-complex để các bạn úm như gà. Đấy. Chúng ta phải thắp bóng sáng về đêm để cho nó không bị hoảng loạn, không bị rắn chuột ảnh hưởng. Đó. Loại này thì chúng là tập tính bầy đàn và rất là hạn chế, rất sợ tiếng còi ô tô. Đấy. Tiếng động bất thì lình. Một trong những cái nguyên nhân mà các bạn nuôi để hao hụt đầu con là các bạn làm chuồng không phẳng. Đấy. Có những cái hố, có những cái gốc cây, có những hòn đá làm cho chúng hoảng loạn, chúng chạy và bị lệch khớp chân. Chúng thiếu canxi, chúng cũng bị liệt. Chúng thừa canxi, chúng cũng bị liệt. Các bạn nên quan sát và nên giai đoạn 2 tháng tuổi đầu các bạn không yêu cầu phải lớn nhanh làm gì cả. Các bạn chỉ yêu cầu nó giữ được đầu con và nó khỏe mạnh, vận động tốt. Các bạn, nhiều bạn thấy nó ăn được cái giống này nó ăn rất tốt. Nhiều bạn thấy nó ăn được cứ cho nó ăn, nó béo như con lợn ỉ, nó không đứng được. Cái xương chân của nó không đỡ được cái cơ thể của nó các bạn nhé. Trên cái thùng xốp mà tôi chuyển cho các bạn đi thì nó sẽ có cái bản hướng dẫn chăn nuôi và một số những cái lưu ý, một số những cái rủi ro, một số những cái tình huống mà tôi đã đúc rút được sau nhiều năm bán con giống ra thị trường qua ý kiến khách hàng phản hồi. Thì tôi cũng có đúc kết và in ra những cái tờ A4. Các bạn nhất thiết khi nhận con giống các bạn phải đọc kỹ. Nếu có vấn đề gì chưa hiểu còn thắc mắc, các bạn có thể gọi đến tổng đài 033 5305982, gặp đồng chí Thao, chủ trang trại chim cu gáy ngoài miền Bắc. Đó. Mọi vấn đề các bạn cố gắng gọi vào giờ hành chính. Đó. Cố gắng gọi vào giờ hành chính. Tất nhiên trong những trường hợp cần khẩn thiết thì tôi có thể vẫn phải nghe để giải quyết cho các bạn những cái tình huống như vậy. Các bạn thân mến, con đà điểu hiện nay là một con giống được nuôi phổ biến tại quê hương chúng tôi thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, nơi mà may mắn có ngự chú Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, một trong những đơn vị trực thuộc của Viện Chăn nuôi và là một trong những đơn vị được may mắn nhận cái thiên chức là nhân giống và nghiên cứu về con đà điểu. Những chú đà điểu này được nhập từ châu Phi, ban đầu 100 trứng và ấp chỉ nở có 38 con. Hiện bây giờ đã gây ra rất nhiều và con giống sau khi ấp 42 ngày sẽ nở. Và chúng sẽ nở ra và chúng sẽ nhanh như con ngỗng con, chúng có thể ăn uống luôn. Đó. Khi nở ra chúng ta có thể vận chuyển con này trong vòng 2 ngày rưỡi, đi trên đường không ăn không uống nó vẫn sống. Đó. Sao thiên cánh chim cu gây đà bể nước lời ru của bầm vừa chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội. Mẹ nói là không ra nhiều rồi đấy ạ. Ra
Thank you.
Thank you.